Huyện Đất Đỏ hiện có 1.378 phương tiện đánh bắt thủy sản, trong đó 508 tàu thuyền có chiều dài từ 15m đến dưới 24m. 10 tháng năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sản lượng khai thác thủy sản huyện Đất Đỏ vẫn đạt 32.400 tấn. Trong 10 tháng qua, hoạt động khai thác thủy sản của bà con ngư dân huyện Đất Đỏ gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu và vật tư tăng cao, thiếu lao động, nguồn lợi thủy sản suy giảm, khiến việc đánh bắt không hiệu quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, nỗ lực vươn khơi, bám biển của nhiều chủ tàu đã giúp sản lượng khai thác thủy sản huyện Đất Đỏ trong 10 tháng năm 2022 vẫn đạt 32.400 tấn, tương đương trên 86% kế hoạch năm. Để phát triển nghề cá bền vững, huyện Đất Đỏ đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt đề án chuyển đổi ngành nghề khai thác thủy sản mang tính chất hủy diệt sang ngành nghề phù hợp, cơ cấu lại ngành nghề khai thác thủy sản trên biển theo hướng bền vững. Huyện Đất Đỏ cũng chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, đóng mới, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hướng dẫn cư dân có giải pháp nâng cao chất lượng bảo quản sản phẩm, từ đó tăng thu nhập.